trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ mở một series mới, đó là Hitman, và tựa game này vừa mới ra mắt vào ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ quay tựa game này luôn và mình sẽ bắt đầu game như bây giờ. Thì nãy giờ mình cũng có tìm hiểu khá là nhiều, và cái phần cutscene đầu tiên mà các bạn vào game này á sẽ là hai cái nhiệm vụ mà trước đó mình đã làm, đó chính là Freeform Training với The Final Test. Thì cái nào các bạn nào muốn coi lại cái phần này thì các bạn chỉ cần đơn giản bấm cái link phía dưới, mình sẽ để phần hai tập đầu cho các bạn coi. Thì mình sẽ không quay lại hai tập đầu nữa mà mình sẽ quay tiếp cái nhiệm vụ tiếp theo, đó chính là nhiệm vụ ở Paris. Ở đây thì đây mình sẽ cho các bạn coi lướt qua cái phần story, nó giống hệt như cái phần trước, cái phần beta nè. Này cái này y hệt luôn, không khác gì cả. Phần cinematic cái kiểu vân vân. Và tới đây thì dừng lại ngay đây, thì chúng ta có một cái nhiệm vụ mới, đó chính là tên là Mission The Showstopper. Và cái nhiệm vụ này hiện tại trong cái phần Hitman này chúng ta chỉ có một cái nhiệm vụ này thôi. Và nó có rất là nhiều cách tiếp cận khác nhau, và các bạn có thể làm mỗi cách để tiếp cận cái hai nhân vật chính này. Và các bạn sẽ hiểu hai nhân vật chính này làm cái gì trong sau khi bạn coi cái scene này, cái cinematic này. Giờ mình sẽ bật cho các bạn, coi. Good evening 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Và đây chính là cái phần mở màn của cái nhiệm vụ này, và mình sẽ kể với các bạn trong cái phần quá trình làm nhiệm vụ này luôn. Và đây là cái những cái gì mà mình sẽ chuẩn bị để có thể vào cái nhiệm vụ tiếp theo. Large agency pickup. Để coi mình xem mình có cái gì đặc biệt hay không. Mình vẫn muốn một cái lockpick để mình mở một số cái cửa. Nếu các bạn nào làm nhiệm vụ này, các bạn sẽ thấy một cái lockpick này sẽ dần hiệu quả khi mà các bạn cần để làm một số nhiệm vụ được nhiều cái tiếp cận khác nhau, mà lúc đó mình sẽ làm cho các bạn chỉ mình sẽ chỉ các bạn sau. Thì có ba bộ đồ chính, mình sẽ đang mặc cái bộ đồ màu trắng này. Nếu mà bạn nào reorder từ game thì nó sẽ cho bạn cái này. Thì với lại nó sẽ có nhiều cái tiếp cận hơn. Và đi coi Ever Center, thì nếu các bạn đi coi hiện tại là mình chỉ có được vô cái phần này thôi. Và cái tức là cái story location, tức là cái vị trí mà các bạn ban đầu các bạn có thể chơi ngay lập tức luôn khi mà các bạn tham nhập vô cái chỗ đó. Tức là mình sẽ chọn cái cách ban đầu mà các bạn sẽ chơi, đó chính là đi từ cửa ngoài vô là khách mời, chứ không phải là kiểu như là nhân viên trong đó và lập kế hoạch lên dưới ông này. Ok, mình sẽ vào game luôn để cho các bạn coi luôn. Và nó có rất là nhiều cách tiếp cận, cho nên là những tập sau mình sẽ cố gắng quay những cái tiếp cận khác nhau để mình nghiên cứu và phát hiện thêm nhiều cách nữa. Và cái cách đây là cái cách đầu tiên mà mình suy nghĩ tới, và khá là dễ, cũng không phải là dễ, nếu như các bạn làm theo chương trình thì nó sẽ dễ, còn nếu các bạn nào tùy cơ ứng biến nó sẽ ra một cái hướng khác nữa. Và có rất nhiều cách để hoàn thành cái nhiệm vụ này. Dường như các bạn nếu mà nhìn mới ban đầu tưởng là khó,
nhưng mà càng nếu các bạn càng chơi và tìm hiểu nhiều hơn, nó sẽ có nhiều cái mở rộng hơn để các bạn có thể khám phá cái này, và các bạn có thể tìm nhiều cách để giết hai ông nội đó. Thì hầu như trong bản này chỉ có hai người đó mà thôi, và các bạn đều nó sẽ ra nhiều thêm và dưới dạng DLC. Vậy là mình có lẽ là mình khá là thất vọng khi mà game chính thức ra mắt thì cũng chỉ có một nhiệm vụ như thế này. Mình nghĩ ít nhất cũng phải có 2-3 cái, trong khi mình nếu mà mò thì cũng chỉ có mỗi cái Paris thôi. Nhưng mà phải nói là một cái nhiệm vụ này nó tốn rất là nhiều thời gian và công sức để làm nên. Tại vì nó có rất là nhiều cái chi tiết trong đó và buộc mọi người chơi phải tìm hiểu rất là nhiều mới phải hoàn thành tất cả challenge và tất cả những cái nội dung mà nó đem lại. Nhưng mà hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu sâu và những cái DLC sâu mình sẽ cố gắng mình cập nhật cho bạn. Hình như là mỗi tháng một ra một cái hay sao á, thì mình biết là vậy. Thì khi nó ra mình sẽ cố gắng quay sớm nhất có thể và có thể upload app lên cho các bạn coi. Và nếu các bạn nào thích thì hãy cho mình một like và subscribe để các bạn có thể được nhận thông báo khi mà mình ra clip mới dễ dàng hơn. Và hiện tại là mình cũng đang quay The Division, cho nên nếu mà bạn nào thích cả hai series các bạn hãy cho mình biết trong fanpage cũng như là trong comment để mình có thể coi, và các bạn là động lực lớn nhất để mình làm video clip. Ok. Ok, và gì đây? Mình bị gì đây? Ồ, lâu lâu cái bị lắc kìa. Ok, chúng ta vô nè. Dalia Morgulis. Lâu lâu cái game này trên PS4 thì mình thấy nó cũng chưa gọi hẳn là optimize ngon cho lắm, nhưng mà nó chơi cũng tạm được. Và nó có cả unlock frame rate. Đó, unlock frame rate là cái gì thì nó cái mình sẽ chỉ các bạn ngay đây. Ok, và chúng ta đã bắt đầu vào game nhé các bạn. Khá là nguy nga chán lệ. Quá chuẩn luôn. Lâu lâu có drop FPS nhẹ nhưng mà không sao. Thì cái FPS trong tựa game phần này nó cũng như mình nói trước đó là mình có thể cảm nhận được khi nào mà nó chạy 60 FPS. Và rõ ràng các bạn trong phần setting các bạn có thể thấy được một điều là có hai chế độ của frame rate. Nếu bạn chờ chỉnh unlock kẹt như mình á, thì trong những cái khúc nào các bạn có thể lên được 60 nó sẽ cố gắng lên 60 cho bạn. Và nếu bạn nào chỉnh lock kẹt thì nó sẽ luôn luôn lock 30 FPS cho các bạn. Chơi thì các bạn nào tùy với mức độ thôi, các bạn muốn chơi 30 30 thì các bạn cứ để lock kẹt thì nó sẽ tiện hơn là chỉnh như mình. Chỉnh như mình thì nhiều lúc nó còn hay drop nên rất là bực mình, nhưng mà không sao, chơi nó vẫn có cảm giác nó đỡ hơn chơi 30. Và game này hoàn toàn có thể lên được 60 thì mình nghĩ là vậy. PS4 mà dư sức mà. Và để coi nhân vật chính của mình đang bước xuống đó, đó cao màu đỏ. Nhưng mà trong một cái nhiệm vụ như thế này chúng ta có tới hai cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm, đó chính là giết ông đó với giết cái bà kia. Thì cứ từ từ mà chúng ta có thể tiếp tục tiếp cận hai người này. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là trong game này nó có rất là nhiều cách tiếp cận, và để cách để tiếp cận từ đó chúng ta buộc phải tìm cái người mà có liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta đang cần tìm. Thì bây giờ cái cơ hội đầu tiên mình tìm đó chính là cái cơ hội của hai thằng này. Thì cách đầu tiên chúng ta sẽ tìm đó chính là đột nhập vào bên trong dưới dạng là một nhân viên bồi bàn. Và hai thằng này là hai thằng bồi bàn và nó đang tạo cơ hội cho mình để mình có thể tiếp cận vào bên trong. Mọi thứ đều có thể là một cái cơ hội cả. Các bạn theo mình thấy là nó có rất là nhiều cái cơ hội, điển hình như là nhân viên sửa đèn, nhân viên sửa điện cái kiểu. Rồi thanh niên có nhiều luôn ấy, private meeting rồi tùm lum la, mình cũng phải đang tìm hiểu tất cả để xem nó có gì đặc sắc, tại vì mỗi cái này nó giống như một cái Easter egg luôn rồi. Ồ, cái hình này hình Hitman luôn hả? Nhìn tục quá vậy. Đó, thì ok, bây giờ sẽ đợi hàng này cái đã. Các bạn cứ kiên nhẫn một tí, tại cái nhiệm vụ này hầu như là các bạn buộc phải kiên nhẫn hầu mỗi lúc luôn á. Là tại vì theo mình thấy mình ngồi chơi mấy tiếng rồi, bây giờ mình cũng mới phát hiện. Và mình làm nãy giờ mình mới có hoàn thành. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn coi, thì các bạn cứ đi theo này và bóp cổ con này. Nếu các bạn nào không bóp cổ được thì các bạn cứ giết nó luôn, không sao cả. Và ok, các bạn lôi nó vào đây. Bỏ nó vào đây. Để giấu các bạn, trong tựa game này các bạn nhất thiết phải giấu tất cả mọi người mà các bạn thấy. Và tuy nhiên thì các bạn phải chạy xuống dưới này. Ok. Và vấn đề tại sao các bạn phải chạy dưới này, tại dưới này nó có cái recipe, tức là cái công thức để các bạn pha chế thuốc. Ơ lộn, không phải pha chế thuốc nữa mà là pha chế đồ thức uống. Và mình khuyên các bạn nên kiếm một con dao, nhưng mà các bạn cầm lên các bạn nhớ cất vô liền, nếu không tụi này sẽ phát hiện, tự nhiên tụi nó sẽ bảo là các bạn đi giết người kiểu như vậy. Và đơn giản là các bạn khi cầm lên các bạn phải cất vô liền thôi, và các bạn chạy ra lại và các bạn chạy lên trên ngay chỗ hồi nãy và tiếp tục vô để trà trộn vào bên trong.
mình đâu muốn dùng bộ áo màu trắng ở bên ngoài, nhưng mà mình rất là tiếc tại vì mình rất thích cái bộ đồ đó. Mình cũng nghĩ là chắc cũng phải có cái cách nào đó gọi là cho phép các bạn có thể trà trộn vào bên trong mà vẫn mặc được cái bộ đồ đó, có là một cái challenge mới. Nhưng cái điều thú vị trong cái nhà bếp này á là trong nhà bếp này có thuốc chuột, thậm chí hai cái. Các bạn nghĩ là bạn nên lấy tới hai cái luôn nếu các bạn nào cẩn thận hơn, tại vì một chút các bạn sẽ đầu độc trong kia bằng cái thuốc chuột này. Và khi các bạn đầu độc xong thì các bạn sẽ có chuyển sang nhị hướng là nhiệm vụ là các bạn đi tìm con nhỏ kia. Thì tìm con nhỏ kia trong phòng của nó sẽ có ly nước, và nếu các bạn nào muốn đầu độc nó thì các bạn hãy dùng cái này. Tuy nhiên thì mình sẽ sử dụng cách khác. Ok, và ông này tút đằng kia rồi, Tenderbar, và còn lâu nữa ông mới tới, cho nên mình mới nói là bạn hồi nãy là chính là các bạn buộc phải chịu khó kiên nhẫn. Ngoài ra thì các bạn không thể làm xong cái nhiệm vụ này nếu các bạn không chịu kiên nhẫn. Và ngay đây các bạn sẽ có nút Tenderbar. Và mình cũng nhắc lại các bạn, nếu các bạn nào không lấy cái recipe dưới hầm hồi nãy, các bạn sẽ không đứng được ngay cái bar này. Tại vì cái thằng kế bên nó sẽ biết cái công thức và nó sẽ đứng đây hoài luôn, nó chặn bạn, nó không cho bạn vô. Hoặc thậm chí nếu các bạn vô các bạn cũng không thể nào chế được cả, tại vì các bạn không có công thức. Ok, và ngay tại đây, nếu các bạn đã vô được đây thì các bạn chỉ phải chịu khó ngồi đợi rất là lâu, tại ông kia còn phải qua cái khu mà nãy chúng ta vô. Tức là cái khu mà đầu bếp á, khu đầu bếp, cái ông nói chuyện một hồi rất là lâu, và ông ra đây ông đứng ông nói chuyện thêm một phát nữa, rồi ông mới ra tới chỗ mình. Khá lâu, nhưng không sao, trong đây khu này không được xuất hiện đâu, cho nên các bạn cứ đi thoải mái đi, họ cũng chỉ tưởng bạn là một nhân viên bình thường thôi, cho nên cái đi vòng nói chuyện cũng chả sao. Đợi ông nó ra, tại ông nó còn lâu mới ra luôn. Đây, mà ít nhất thì cũng cầu cho ông ra ra sớm sớm, rồi ông nói chuyện một phát nữa, rồi ông mới chỉ ra khúc bên ngoài. Thì theo nếu bạn nào coi cái scene nãy kỹ càng hơn, các bạn sẽ thấy là Iago là một cái tổ chức mà có thể nói là phi pháp lớn, và được tạo dưới một cái bức bình phong là giữa hai người này. Hai người này kiểu như là một cái hiện tượng ngôi sao toàn cầu về thời trang phong cách này nọ, và họ không hề hoàn toàn không hề biết là họ là những người khủng bố kiểu như này nọ, rất là ghê, thậm chí là giết cả tổng thống như các bạn đã coi khúc hồi nãy. Và MI6 mình cũng không rõ là cái bên của Hitman là bên theo phe xấu hay phe ác nữa, nhưng mà có vẻ như mục đích ban đầu của họ là để train những thằng này để dành cho mục đích tốt, để chặn những thành phần như thế này trong xã hội. Nhưng mà vừa không hiểu, không rõ là hai người này nó có gì ghê gớm nữa không, có gì đặc biệt đằng sau những cái mối quan hệ này không, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu. Và để mình coi xem, mình nghĩ là trong game mình có Easter egg hay gì đó để nói dài hơn cái cuộc đời của Hitman và khúc ban đầu trải ban đầu của Hitman. Và có lẽ chúng ta nói chuyện thôi một hồi là ông này cũng bước ra. Ok, và ông này bước ra thì các bạn cứ đứng ở đây sẵn nè, thì ông này sẽ bắt đầu vô đây uống nước. Nếu các bạn nào không có công thức thì hoàn toàn các bạn không thể nào chế được cái mixer được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm cho ông này một cái mixer nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ khi mà ông ấy vừa quay đi, các bạn lập tức cho thuốc chuột vô đó, ông ấy sẽ quay đi, các bạn ông ấy sẽ không để ý, nhưng mà các bạn buộc phải làm nhanh tay, tại vì ông sẽ cầm ly nước ở lên ông lúa uống sau khoảng thời gian. Nếu các bạn nào không bỏ thì các bạn hầu như các bạn mất cơ hội game này mà, tại vì nếu các bạn nào không nhanh tay thì hoàn toàn các bạn không có cơ hội nữa. Ok, như vậy chúng ta là xong rồi đó, và ông sẽ uống ngay thôi, và khi ông uống ông sẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh, và chúng ta sẽ đợi trong nhà vệ sinh sẵn luôn. Đây, nhà vệ sinh đây, ông sẽ đi vào hướng này. Đây nó có một cái gọi là sao, cái cửa, các bạn có thể nhìn vào bên trái, nhìn thậm chí với bên phải để tranh ổng, và đợi lấy ông sao vô đây, ông đây ông ói thôi, nhanh thôi. Và chúng ta sẽ đứng đây, ông đây đợi một hồi. Tới giờ tại sao như lúc ban đầu mình đã nói với bạn là nếu các bạn nào chơi game này chịu khó kiên nhẫn. Tuy nhiên với một cái giá $15 mà để cho một cái tựa game hơi ngắn, thì các bạn có thể thấy như thế này, nó rất là ngắn, cũng chỉ có một cái tòa nhà như thế này quanh đi quẩn lại. Mà $15 thì mình thấy không xứng cho lắm. Mình thiết nghĩ là khúc đầu ban đầu như thế này cũng phải tới 2-3 cái nhiệm vụ, trong khi các bạn có thể một nhiệm vụ như thế này biết là nó bự thiệt nhưng mà nó hơi chán. Đó, ông này chết nè. Và điều thứ hai nữa, khi các bạn chơi á, các bạn phải chịu khó dọn xác của mấy người này. Tại vì lát hồi nếu các bạn đi, các bạn không để ý, họ sẽ bước vào bên trong sau khoảng thời gian ông này ở quá lâu trong cái khu vực này. Và nếu các bạn nào không cất xác của ổng thì hai thằng đứng canh. Đây các bạn thấy đây, sẽ có một thằng đứng canh đâu rồi. Đây, một thằng đứng canh đây.
và thằng đó nó sẽ ra nó check đợi sao ông này ra lâu quá và không ra, nó sẽ check và các bạn sẽ dễ bị phát hiện và tụi nó sẽ đi tìm bạn. Nhưng mình nghĩ là cũng không sao đâu, nhưng mà các bạn nên cẩn thận ở điều đó. Và bây giờ các bạn sẽ chạy đến khu đằng sau. Nếu bạn nào đi một hồi, các bạn sẽ tưởng chừng như là khu này nó không có ai cả. Nhưng không, cái khu này nó vẫn chưa hết, nó còn ở khu đằng sau nữa. Và nếu các bạn nào không có bộ đồ màu phục vụ này, các bạn sẽ không vô cái khu đằng sau như thế này. Đây, còn một khu nữa, khu này khá là bự. Và đó cũng chính là cái khu mà các bạn phát hiểm sau khi bạn giết hai người kia. Sợ tự phát hiểm thì cũng hơi kỳ. Nhưng mà cái đây cũng là cái khu mà các bạn có thể thoát ra sau khi các bạn giết hai người kia. Để mình thủ sẵn cái coin. Thì cái đây là một cái opportunity khác nữa, mà các bạn sẽ giả danh cái thằng đang chụp hình kia. Và để coi. Ok, và cái khúc này các bạn không cần phải đi khác như thế này cho như mình. Nhưng mà kiểu mình muốn ra vẻ đột nhập một tí cho nó ngầu ngầu. Nhưng mà các bạn cứ đi bình thường đi, không sao cả. Nhưng mà tránh để đi trước mặt thằng này tại vì nó sẽ đổi hướng, các bạn cứ đi vòng vòng trước mặt nó. Và ngoài cái bên trái thằng này còn hai thằng đằng kia nữa. Và theo mình nghĩ nếu các bạn nào để tụi hai thằng kia phát hiện thì nó sẽ đổi hướng luôn. Nhưng mà không phải là nó phát hiện ra bạn, nhưng mà nó chỉ đơn giản là đổi hướng thôi. Và cái điều khó nhập cái bên phần này phải và khi thằng này qua bên phải á, là cái thằng tú đằng kia đó nằm ở chỗ đó. Và sau khi các bạn đi theo này thì thằng này sẽ tiếp tục nó đi lại chỗ này. Đó mới là vấn đề. Và các bạn phải ngồi khúc này, nhưng mà nó cũng đã nói là các bạn phải chịu khó kiên nhẫn một tí và các bạn đợi tiếp. Đó, và thằng này nó sẽ chỉ với các bạn một cái một cái cơ hội mới. Tuy nhiên cái thằng này thì nó cũng đã được cái thằng kia nó bảo vệ và đứng ở đây. Các bạn không sao cả, các bạn cứ phải đứng đợi một tí thôi. Chịu khó ngồi đợi một tí. LA Politics. Chắc là Politics trong này trong tiếng Pháp thì mình nghe nghĩ là vậy. Và nó sẽ giới thiệu một cái cơ hội mới, đó chính là 15 giây nổi tiếng. Nói chung là được 15 giây nổi tiếng là được rồi. Đó, ok. Và cái này nó còn nhiều cái mà các bạn phải tiếp cận nữa, đó chính là đâu? Đằng kia của thằng nhá. Ok. Thật chất lắm các bạn nói, nó nói compromise chứ thật chất các bạn cũng chưa bị gì đâu, cho nên mình cần hỏi lo. Ok, và bây giờ mình sẽ disguise thằng này. Và các bạn nên kéo thằng này lại chỗ khác để tránh thằng kia phát hiện thôi. Và đây coi, các bạn kéo cái khu này được rồi, không nhất thiết phải kéo lại tốt hơn chỗ thằng kia. Kéo ngay đây được rồi. Đó. Và các bạn lẻn ra ngoài mà đi. Nhớ gọi cho Dahlia trước, tại nó sẽ tới căn phòng đó khá là lâu và cái khoảng đường mà nó đi các bạn đủ để các bạn làm những việc khác. Và trong khoảng thời gian các bạn làm việc khác thì mình nghĩ là nhỏ kia nó sẽ đi đi vòng vòng cái khu đó, tại vì nó còn đi một lượng vòng nữa. Nếu các bạn làm những nhiệm vụ khác á thì các bạn sẽ thấy rõ. Ok, và mình sẽ vào khúc này đi và chúng ta sẽ ghé qua cái khúc mà gọi là sao ta, cái khúc đó gọi là trang điểm cái gì đó, khu trang điểm đây, khu đằng sau sân khấu. Và chúng ta sẽ lên sân khấu để biểu diễn một phát cho các bạn coi, cho nó ngầu tí. Ok, qua đây, chúng ta sẽ qua đây. Là chúng ta phải trang điểm cái mặt nữa. Nếu chúng ta không có cái mặt thì chúng ta không thể nào lên trang thi đấu được. Thằng này tên là Sebastian. Và chúng ta phải trang điểm giống như cái trong cái phần mà poster đó. Trang điểm đậm vô, kẻ mắt đen vô nhìn nó mới ngầu. Đó. Đó, đang trang điểm, nhìn trang điểm có vẻ ngầu đấy chứ. Mình không biết cái show này show gì, nhưng mà có vẻ như là nó trang điểm với mặc đồ nhìn cũng thời trang đấy chứ. Nhưng mà nhìn cái kết với trang điểm nó nhìn nó hơi tởm, nhìn nó hơi tục. Nhìn giống như nó mà làm thêm cái cạch nữa, nhìn giống God of War đó. Đó, nhìn quá dữ. Thêm cái đầu chọc nữa là quá, thêm cái đầu trọng như vậy là quá chuẩn luôn rồi đó. À, đó, quá đẹp luôn. Good work, man. Break a leg. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp. Cái mấu chốt quan trọng là các bạn phải trang điểm như thế này thì các bạn mới có thể tiếp cận được con nhỏ kia. Ok. Và nếu các bạn nào không trang điểm thì các bạn sẽ có vấn đề khi mà các bạn chơi.
và nhỏ kia nó sẽ không tới đúng cái như bạn đã hẹn trước. Và đây, giờ chúng ta sẽ ra sân khấu. Đồ, và chúng ta đang đi catwalk nha các bạn. Đồ. Đồ. Và đây, catwalk đây, walk the catwalk. Quá chuẩn luôn. Ồ, cái sàn catwalk những cái nước nữa nè, chúng ta đang đi trên nước luôn á. Đó, nước nó chảy xuống hai bên. Ồ, quá dữ luôn. Meet up with Margolis. Và sau khi bạn đi catwalk thì các bạn mới thể gặp được nhỏ kia. Vấn đề tại sao các bạn không thể gặp nhỏ kia liền sau khi các bạn không đi sao không đi catwalk á? Thì nếu mà bạn không đi catwalk, bạn sẽ bị một vấn đề, đó chính là có một thằng lính canh con nhỏ đó. Và nếu các bạn nào không làm như vậy thì làm các bạn làm như vậy thì con lính canh nó sẽ không canh không canh bạn nữa, thì nó sẽ tiện hơn thôi. Nếu các bạn làm cách kỳ thì mình cũng không biết phải nói sao để làm cho các bạn dễ hơn nữa. Tại vì theo mình thấy thì phải đi catwalk thì bạn phải tránh được cái khúc đó. Và ngoài ra mình thấy nó cũng khó, nhưng mà buộc cái đó tôi cũng phải tùy cơ ứng biến thôi, chứ không gọi là hay được nữa. Còn nếu muốn hay các bạn buộc phải đi catwalk rồi, thì nói chung nó cũng không có tốn thời gian đâu, cho nên các bạn cứ thoải mái đi. Ok, rồi đi đứa nào cũng lên, nghĩa mình đi tay trái đi. Tay trái thì sẽ nhanh hơn. Ok, là lên luôn á. Mấy chỗ này thì nó hơi khó nhằn một tí. Khúc trên mình sẽ cân nhắc các bạn, nhắc lưu ý các bạn một điều là các bạn tránh sử dụng một số vũ khí. Tại vì lính ở bên ngoài nó vẫn sẽ nghe được. Nếu các bạn chạy ra ngoài khúc đó, các bạn sẽ bị recorded bởi một cái camera. Hình như mình nhớ đâu rồi. Để mình tìm cái đường lên coi. Nó có cái đường lên nữa. Nhớ đâu đây. Hình như không phải luôn. Wow. Khúc này thì càng không. I don't see it. Đâu rồi ta? À đây, cái đường lên đây. Giờ chúng ta sẽ lên gặp con Margolis để giết nó. Quá chuẩn luôn. Phải phòng này không ta? Không phải. À, và nếu các bạn nào đi qua cái phòng bên này, các bạn sẽ thấy được cái hội bàn tròn. Đây. You're in, good work. Đây là cái hội bàn tròn, tất cả thành viên trong IGO đang nói chuyện với nhau để bàn cái công việc đó. Và vô tới bên này các bạn phải cẩn thận. Đấy, các bạn thấy không? Đó, và nhỏ này nó vừa ra luôn. Và cái chỗ đó đóng lại. Và chúng ta sẽ nói chuyện với con nhỏ này. Nếu các bạn nào không làm cái catwalk thì sẽ có thằng lính nó đứng ở đây và buộc các bạn không thể nào tấn công được nhỏ này cả. Ok, và chúng ta sẽ lấy một cái con dao. Ok, và đúng là tại sao mình dùng dao á, là tại vì con nhỏ này nó, nếu mà bạn bắn nó thì hai thằng kia nó sẽ nghe. Ok, và chúng ta phải làm nhanh lên, lôi nhỏ này đi. Mình cũng không nghĩ là sao máu me đầy nhóc như vậy mà nó. Ồ, vô em ơi, vô. Ngủ nghỉ khỏe, chúng ta đã giết được hai đứa rồi nhá. Hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi đó. Máu me gì mà tụi nó vẫn còn. Ok, vì chúng ta sẽ ra khu bàn tròn này. Và tụi nó vẫn đang đấu giá cái danh sách NOC gì đó, mình cũng không rõ nữa. Nói chung cái đó không, nó không tốt đâu. Và nó rất là nguy hiểm ở đằng khác. Và cái con nhỏ đó chính là cái bộ não đằng sau tất cả mọi chuyện. Và chúng ta vừa triệt tiêu nó bằng cách ăn nguyên một cái dao Thái Lan vào đầu. Nice. Không biết phải dao Thái Lan nào, nói chung là dao nhìn giống dao phay, nhìn giống rồi đó. Và chúng ta phải chạy ra cái sân sau, cái sân mà chúng ta đây. Giờ lấy cái bộ đồ này á. Và chúng ta thoát ra thôi. Thế là xong nhiệm vụ và xong cái Hitman DLC thứ nhất rồi đó. Khá là dễ. Và chúng ta sẽ được một cái cutscene mới. Và nếu các bạn nào thích cái series này của mình thì hãy cho mình like và subscribe nhé. Ok. Vô này, kết thúc nhiệm vụ. Được rồi.
How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor, good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for.